Phạm mang tên là Phương Linh, năm nay 7 tuổi, học lớp 2 trên 5, trường Trung học Phan Thanh. Sở thích của mình là đi du lịch, vì đi du lịch rất vui, được khám phá nhiều nơi. Mình đến những địa điểm xinh đẹp, với mình đến những nơi thú vị, mà mình đến những khách sạn rộng lớn và khách sạn cũng có hồ bơi. Chắc hẳn các bạn cũng thích bơi như mình đúng không? Ước mơ của mình là trở thành bác sĩ phải học giỏi và chữa bệnh cho tất cả mọi người. Nếu các bạn muốn ước mơ giống như mình thì các bạn phải cùng học giỏi và các bạn phải ngon và biến ước mơ thành sự thật nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe phần trình bày của mình. Chào và hẹn gặp lại.